Thôi mày thỏ tay thử, không tao lộ tay đây này. Tay này. Tay này, cái tay này. Bên này là bên này cũng vậy này. Đây này, thò cái tay vô, vô chỗ đây là thấy này. Bọng không? Bọng rỗng bọng luôn phải không? Lúc đầu đó là cây trồng nó phát dữ lắm. Đúng rồi. Sau này á, là tự nhiên á, là nó sựng lại cây. Không biết nguyên nhân gì hết. Nó còn bọng rất là bọng ở dưới này nè. Hồi xưa là kiểu như là xào bằng máy á, là cục cục nó to to to. Thì bây giờ làm cách nào bây giờ á, là chỉ có máy áp lực á, cái máy là rửa xe á, kéo ống xịt xịt đất cho nó nhuyễn. Nó nhuyễn nó lọt xuống hết dưới này này. Này nó bọng dữ lắm. Dạ. Cái mình chơi đầu máy nén. Đầu máy nén á. Đầu máy xịt mình dịch xịt vườn á. Xịt đó đúng rồi. Cái súng bắn ra 4 tia. Cái súng 4 tia hay là một bát thẳng gì cũng được. Bắn sao cái rễ đây này nó lòi lên như cái của anh là ok nha. Cái rễ chỗ đây đã lòi lên. Càng lòi cái rễ này lên thì càng tốt. Đừng cho nó bị ngộp cổ rễ. Nhưng ở dưới này này nó đang bị bọng chứ. Bọng dưới này là nó cháy hết những nhà là mình sọt. Sọt sọt cho nó đất nó trùi xuống hết như này, nó lấp như này. Cho còn có cái rễ, còn cái rễ đây này. Cái rễ đây này cho nó lòi lên. Một một này nè, nó rớt xuống cả. Ờ. Cái đó mình lấy cái mua cái giòi rửa xe á. Rồi giòi rửa xe. Cái cưng sạch vậy là nó tuột đất. Cái này nó tuột nó trống hết như này luôn mà nó trống sạch trơn như này mà nó... cái này mình có bị tiếng trùng gì không vậy? Cái cây này á là nó không bị tiếng trùng nhưng mà nó bị cháy cái đầu rễ, bắt đầu mới nấm Phytophthora như Fusarium nó tấn công lên nó chạy lên đầu lá. Yeah. Với lại nó xị trên đây. Em cào ra rồi xong bắt đầu nó lan ra nữa đúng không? Yeah. Cái này á em cào ra em cộng với thuốc sâu. Sau đục thân á, xong rồi á là 3-4 bữa sau thấy nó khô khô rồi em lấy keo liền sẹo mai á em quét lên cho nó kéo lại hết nha, cho nó kéo lại hết, nó kéo cái da lại chứ này nó đâu có kéo được. Bây giờ cái này mình quét cái gì thêm? Bây giờ em quét giùm anh là sau đục thân, xong rồi 3-4 bữa sau nó khô lại rồi đấy. Yeah. Rồi em quét cái keo mai liền sẹo, quét cho nó kéo cái. Mình không có cộng thêm mấy dòng thuốc trị Phytophthora ha. Bây giờ không cộng nữa, bây giờ nó đang lành rồi, không có cộng gì nữa. Yeah. Còn không thì em cộng luôn Phytophthora với em cộng với thuốc sâu. Em quét là 3-4 bữa sau á là em quét thằng mai liền sẹo vô. Cái cây mỹ tiến mình đó ha. Ờ. Yeah. Còn này nè, bây giờ làm sao làm ở dưới này á là nó kín vô đây lại. Còn bộ dưới này nó đang bị rỗng hết dưới này. Em phải sơm. Sơm là em làm sao đừng nước nó đừng có lọt ở đây, nó lọt lên tạo cái lỗ ở đây mà. Đây là nước nó cứ nó chảy nó lọt vô lỗ này nó thúi này. Yeah. Nó thúi. Rồi qua mấy cây cây nào cũng vậy hết đó. Đây nè. Cái cây này nó bị xì cái em mới nghe lời anh làm dài qua cái bét. Giờ cái bét ra đỡ rồi phải không? Nhưng mà không có kiểm tra được cái chỗ đây đúng không? Không thấy phải không? Dạ. Yeah. Thì lúc mà anh lúc mà lên trên top top như vậy. Cái là anh giờ anh giờ bét ra liền. Ừ. Đây còn cái rau muống này, bỏ đi để rau trai nha. Rau muống bỏ đi để rau trai. Rau trai dữ lắm đó mà mai rau muống nó tấn lên chịu làm không lại nó. Bọng hết anh ơi, chỗ này chỗ nào cây nào cũng bọng hết á. Bây giờ mà thò cái tay xuống này thấy này, cứ để cái tay nhẹ không à nó bọng lỏng dưới này luôn. Cái cây lòi rễ lên rồi giờ chọt đó là hay nhất là cưng cái đầu máy nén của mình. Đầu máy nén á. Mình đi mình cây này mày làm chừng cây này nó hư quá vậy xong. Mình dưỡng được không vậy? Cây này mới để tao không ra tao coi rồi, cây này nếu mà mày quét lại được cũng quét trồng thêm miệng cây gần bên cạnh đi. Vậy không rồi cây này không xong rồi. Cây này thấy ra đi rồi này. Nó thúi dữ quá rồi mà. Trời ít mà. Còn giỏi quá mà. Làm vẫn trồng cây bên hông được ha. Nếu trồng cây bên hông nha, trồng cây bên hông mà rẹp hết cái cành hết bên này rồi trừ nó hai cây luôn. Không đi. Không thì nhổ cha đi ha. Yeah. Thiệt á, nó cái không có để được. Cái này da nó hết trơn rồi mà. Hết da. Hết da mất mà. Hồi xưa ông cạo, ông đi mà ông không quét keo liền xẹo lại á cạo. Hồi xưa làm cái hệ thống phun nữa em. Bầu bự hả? Lắc thử nó dư này cái gì? Bứng về trồng hả? À, bứng về trồng làm sao sống được? Khó lắm. Tùy thằng mày mẹ do mày cao thủ á. À, mày cao thủ á. Cây bứng về trồng không sống nổi. Rễ ra bị thúi đầu rễ, khi này nó bứt cái đầu rễ, trù rễ gì rễ hầu xưa bứng là nó bị cắt vậy vậy, cắt nào làm sao mà ra đầu thúi cái đầu rễ vô không sống đâu. Cắt đợt đó có mình có chết keo không? Cái hàng bờ trên thấy nó tệ hơn hàng giữa thấy rồi, hàng
trên thấy lá nó vàng quá vàng à. Đồ không, ẩu mới trồng ấy. Được gì em chứ đó. Ẩu đó bứng về bỏ vô chậu bonsai. Bứng chậu mới vậy. Cái này được nè, nhưng mà hồi xưa là cái ống nước nó nằm ngay nào vậy? Y chang vậy luôn nè, mà cái bếp vít. À nó ngay đây đó phải không? Dạ. Rồi em nói em kêu về ra rồi mới mua, mới làm mới về ra nè. Mới đổi lên. Cây này còn cứu được. Có là cào hết chỗ đấy xong rồi là quét keo liền sẹo vô. Cào nhẹ nhẹ ra, cào quét keo liền sẹo vô, nhưng mà cào ra là phải có sâu đục thân quét vô. Không có sâu đục thân là thua. Mấy cành bây giờ mưa này không có tỉa được, nhưng mà mấy cành tâm này nhớ nha. Ví dụ mấy cành này này. Đấy, mấy cành xà dưới đây này, bỏ hết. Mấy cành nào xà, lá nào bệnh đó là bỏ hết. Mấy cành mà khô bên kia là bỏ. Trên này trên kia em thấy không? Đây này. Trời ơi trong này mày không tỉa mày để chi mà nó trống nó sùm trong này khí khô vậy. Tỉa trống ra. Không, hồi xưa là cái ống nước nó nằm ngay đây phong Úc, ngay đây phong, ngay cũ phong. Vít đó, bỏ cái đầu vít bỏ rồi mới dặn thể thủy vô mới làm ra vậy ra. Đây này mấy cái lá chân này, mấy cái lá xài ở đây này, bỏ này, đây bỏ này. Tỉa làm sao mà như cái tam giác ra đó, tỉa từ từ, những cái lá gần trong này là bỏ hết nha. Lá gần ở cái thân nó bỏ, lựa cành mấy cành này bỏ này. Nhỏ bỏ này, thấy nó khô chết không? Mà mình bỏ liền nó ngay từ đầu thì nó sẽ nuôi cái cây mình. Cây này đẹp. Cây này đẹp chứ, tán đẹp chứ, cây này đẹp này. Cây này cầm lại sao hay gì, em sao. Không kêu mấy cái nhánh vậy là cắt bỏ hết luôn đó. Mấy cái xà kia để chi đâu mà. Cắt nguyên nhánh luôn ha. Cắt cái sánh nhánh nào xà xuống cắt đi. Cái đấy rồi nó mà ra trái, cái đào cái lỗ chôn cái trái xuống dưới là làm gì. Cây này bứng về. Bứng về nhưng mà cây này sống nè. Nếu sống bây giờ ha, nghiên cứu làm sao nó thấy dưới này nè. Vừa lại đây nhé. Cầm lại chứ. Cầm lại thì cầm luôn. Chứ còn nếu mà dưỡng đó là cắt ngang ra, nếu mà nó đâm mục được đó là bỏng toàn bộ hết. Bỏng toàn bộ hết mà. Cái cần bọng không bọng, cái nó cũng bọng đi. Cái cần bọng nó không bọng. Cái mới thọ tê vô nó bọng lụm lỗ lỗ không mày. Rau. Cái này á là cái cây này nó sụp, không phải thêm một cái nguyên nhân nữa này là cái cây này nó sụp trong cái thời gian mà sau khi nó tốt em ốp mô vô nó cũng có bị sập, bị rụng, bị vàng lá này, cây này này. Đúng rồi đó. Đúng không? Là lý do anh. Đúng không? Chính xác không? Đúng không? Là lý do anh nói đúng. Cái này là hầu ốp là tháng mấy? Chắc ốp ăn Tết á. Ăn Tết xong ốp không? Ốp trước ăn Tết. Trước ăn Tết. Dạ. Cho qua Tết. Qua Tết chưa? Qua Tết nó ốp. Tại hồi Tết rồi nó còn ngon lắm. Chính xác luôn. Cái đây á sư phụ. Cái này cái len này nè, khi mà đưa vô á nó bị chai, cái rễ quả nó thở không được. Đi len á, như em thấy đi cái len vuông anh, đi một cái len vuông dài, cái đây hình như dít cục bỏ vô chứ nó không có xào len. Cũng đào mỏng. Nhưng đi làm mấy cục vậy ông nậu tôi á, nước đồ thoát không ao, đụng vô cá ném hổ dưới này, mới để mưa vô ném hổ dưới này này. Là mới vừa đắp vô ha, là bị khựng lại cá. Bị khựng. Lý do anh vậy? Có nghĩa là cái rễ non nó ra ngoài đây, mình đắp đây là đắp hơi dày. Và mình đắp á, mình đắp nên đắp như thế này này nha. Đây đắp hơi sai chút xíu này. Có nghĩa là mình đắp từ ở đây, từ cái mô cũ này, mình đắp xuống đây là một gang tay, mình tạo cái bậc tăng cấp. Có nghĩa là đắp ngay đây là vừa này. Đây mình tạo cái bậc tăng cấp, mình đang đây là mình đang lắp mà mình gọi là không cho rễ nó thở được nữa. Các cái rễ non ra đây á, nó tự nhiên ra đây nó ngộp. Cái lá của em á bắt đầu á, lúc đấy nó sẽ bắt đầu nó vàng nó sượng luôn, y như bị thiếu nước. Em tưới nước cửa nào á, bây giờ nãy giờ mất nẻ anh em mình ngồi trong kia nó mưa, anh thấy không? Nó mưa kinh khủng phải không? Nhưng mà anh rờ cái tay anh thấy chỗ đây không? Đây. Cái này nó không có một miếng nước nào luôn, khô rang khô rỉnh luôn này. Bây giờ muốn cái cây này nó phát nó lại á, lấy cái xỉa. Cái xỉa bắt nhớ xỉa xà beng á, trọt cho nó thở. Chứ bây giờ nãy giờ này cả mưa nãy giờ tầm tá mưa. Hả? Chọt lách lên không hay là chọt? Chọt mình chọt cho nó mình chọt mình lách qua lách lại. Lách cho nó thở, nó có độ thở. Nãy giờ đây chứ đây nó mày tứ. Trời là đứt luôn.
chọt không chọt ra này chọt 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 thì túi nước túi phân túi đồ nó mới xuống được. Giờ nãy giờ mình thấy mưa nãy giờ không, mà ra đây nó không có gì hết luôn nè. Hai cái mũi chĩa vậy ha, sắn vô vậy lắc qua lắc lại cái qua máy sắn. Ờ đúng rồi, hai mũi ba mũi gì đấy. Chứ em đừng có xeo cho nó bung cái cục đất lên quá nó đứt cái dễ. Mà để nãy giờ là mưa, nãy giờ gọi là mưa thúi đất luôn mà. Bệnh hồi nhỏ tới lớn luôn đó. Nó khi mà nó cái lúc mà em chưa lắp cái đất vô á là nó còn đẹp. Và khi em lắp vô này, thứ nhất có dàn xương sẵn rồi. Chi là lúc lắp tới giờ nó xuống phà phà luôn. Nó xuống rõ luôn mà. Mà khi em lắp ra này là đầu tiên nó cháy cái chóp lá, đầu tiên nó cháy nhỏ trước này. Cháy đầu tiên một chút xíu thôi, cái đầu chóp lá nó cháy chút thôi. Có nghĩa là lúc đấy rễ đã bị tổn thương, có nghĩa là không hút được nước luôn. Gọi như là cây thiếu nước, dù em tưới nước cỡ nào nó không có xuống được. Nè tôi lấm tôi nha. Thì bây giờ á là xỉa xung quanh hết, xỉa xung quanh hết trên này này, bây giờ phải xỉa hết, bảo đảm mưa nãy giờ là nước có tràn đi nữa ở dưới này, nó nước nó không xuống dưới này. Nè xỉa điếu đi, xỉa cái tê nó đang mép rào, xỉa điếu cho nó hấp dẫn nha bà con. Ngưng quay. Quay tới đó đâu.